Một lần nữa, vâng, lại thêm một lần nữa, cái tên Andre Onana xuất hiện trên khắp các mặt báo, nền tảng mạng xã hội ngày hôm nay. Trầm cảm thay, đó chẳng phải là một bài khen ngợi màn trình diễn tuyệt đỉnh, những pha cứu thua xuất thần của anh Na giúp cho Man United ca khúc khải hoàn. Đúng vậy, Andre tay trái của đội chủ sân Old Trafford lại bóp tim cực mạnh trong trận đấu với Galatasaray. Cứ khi nào đội bóng cần Onana chơi ổn định tại các trận đấu quan trọng nhất, bản hợp đồng đắt đỏ lại trả lại cho Man United một cú lừa thốn nhất quả đất. Và ngày hôm nay đây, đích thân đôi găng vàng trong làng giải trí ấy đang đóng sập cánh cửa đi tiếp của bầy quỷ tại giải đấu danh giá nhất lục địa giả. Đúng với tính chất của trận cầu 6 điểm, cả Man United và Galatasaray đều quyết tâm có được chiến thắng để nắm quyền tự quyết trong tay trong việc giành lấy tấm vé tham dự vòng knockout C1 còn lại tại bảng A. Với lợi thế sân nhà, câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ động dâng cao tấn công ngay ở những phút thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, họ lại phải sớm nhận trái đắng khi tài năng trẻ Alejandro Garnacho mở tỷ số cho Man United ở phút thứ 11 sau tình huống dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm bằng chân trái. Tiếp đà hưng phấn, Quỷ Đỏ đã dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 chỉ 7 phút sau đó khi Bruno Fernandes ghi bàn từ cự ly ngoài 25m. Bị dẫn trước một cách chớp nhoáng ngay trên sân nhà, Galatasaray đã vùng lên mạnh mẽ và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau pha sút phạt tinh quái của Hakim Ziyech ở phút 29. Đó cũng là tỷ số cuối cùng trong hiệp thi đấu thứ nhất. Sau giờ nghỉ, Galatasaray tiếp tục tràn lên phần sân của Man United nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên một lần nữa, đội chủ nhà lại phải nhận đòn hồi mã thương khi Man United thể hiện sự hiệu quả đáng kinh ngạc của mình. Phút thứ 55, Scott McTominay nâng tỷ số lên thành 3-1 sau tình huống phản công mẫu mực bên phía cánh phải. Với cách biệt hai bàn, tưởng chừng như là Man United sẽ có thể vượt cạn thành công và các Manusians có thể mơ về tấm vé đi tiếp. Nhưng không, những phút sau đó thì hàng loạt sai lầm cá nhân liên tiếp đã khiến đoàn quân của Ten Hag phải trả giá. Đầu tiên là pha bóng tự thiêu cháy mảnh lưới đội nhà tai hại của Onana ở phút 62 để khiến tỷ số bị thu hẹp còn 2-3. Tiếp đó, hàng phòng ngự của Man United chơi như mơ ngủ để Kerem Atakoglu dễ dàng thoát xuống và ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Galatasaray ở phút thứ 71. Dường như những pha tự vả đó mới khiến nửa đỏ thành Man bừng tỉnh. Thời gian còn lại dù đã rất nỗ lực tấn công, nhưng Man United không thể thêm một lần tìm thấy mảnh lưới của đối thủ. Chung cuộc, MU chia điểm đáng tiếc trước Galatasaray với tỷ số 3-3. Kết quả này khiến cho cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò Ten Hag trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Hiện tại Quỷ Đỏ đang đứng cuối bảng A với chỉ vỏn vẹn 4 điểm sau 2 lượt trận. Họ bị đội đầu bảng Bayern Munich bỏ xa tới 9 điểm. À mà thôi, mơ cao tới hùm xám làm gì? Hãy nhìn vào Copenhagen và Galatasaray cho thực tế. Hai câu lạc bộ vẫn đang hơn Man United 1 điểm trên bảng tổng sắp. Mà nhìn vào lượt trận cuối cùng khi United phải tiếp đón Bayern Munich để lại cuộc đối đầu trực tiếp dành cho hai đại diện đến từ Đan Mạch và Thổ Nhĩ Kỳ, cánh cửa đi tiếp của bầy quỷ ngày càng tối sầm. Họ đánh mất hoàn toàn quyền tự quyết trong tay, bây giờ thì đoàn quân của thầy Mười Khó cần phải có đủ cả hai điều kiện sau thì mới có thể bước tiếp vào vòng knockout. Một là họ phải thắng Bayern Munich, chắc chắn phải có 3 điểm trước đại diện mạnh nhất bảng đấu tại Old Trafford sau 2 tuần nữa. Mặc dù đã đi tiếp với vị thế top 1, nhưng việc giành chiến thắng trước hùng xám chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ đội bóng nào tại châu Âu. Còn chưa kể, đó mới chỉ là điều kiện cần của Man United mà thôi. Còn điều kiện đủ, đó chính là trận đấu giữa Galatasaray và Copenhagen phải kết thúc với tỷ số hòa. Khi ấy Bruno Fernandes cùng với các đồng đội sẽ có 7 điểm và leo lên thẳng vị trí thứ 2, hơn hai kẻ cạnh tranh 1 điểm. Đó là kịch bản duy nhất để Man United đi tiếp. Còn chỉ cần cuộc chiến giữa Galatasaray và Copenhagen có kết quả thắng thua thôi, tất cả sẽ chấm hết với đại diện xứ sương mù, dù cho họ có thắng Bayern Munich với tỷ số bao nhiêu đi chăng nữa. Quả thực, bị dồn đến tận tình cảnh như thế này và với màn thể hiện trước Galatasaray vừa xong, Quỷ Đỏ ngoài tự trách mình ra thì chẳng còn biết bấu víu vào lý do nào nữa cả. Và chắc chắn kẻ bị tế lên hàng đầu sẽ lại là Andre Onana. Một buổi tối thực sự đáng quên của cựu thủ môn Inter Milan trên đất Thổ Nhĩ Kỳ. Anh đã làm không tốt trong bàn thắng đầu tiên của Galatasaray khi để Hakim Ziyech đánh bại từ quả đá phạt. Ấy thế mà bản hợp đồng đắt giá của Man United lại nhẫn tâm bóp đội thêm một lần nữa, thậm chí là lớn hơn khi cống cho đối thủ nguyên bản thắng thứ hai. Chứng kiến màn trình diễn thảm họa này, huyền thoại Peter Schmeichel tỏ rõ sự thất vọng đối với Onana và cả Stephen Warnock cũng không thể tin vào những gì mà mình nhìn thấy từ bản thương vụ tiêu tốn tới 50 triệu bảng của Quỷ Đỏ. Onana đã phải trải qua một đêm khủng khiếp và một đêm mà cậu ấy sẽ cố gắng quên đi. Anh ta đấm bóng vào khung thành của mình, thật là thảm hại, Warnock chia sẻ với BBC Radio 5 Live. Hãy thử tưởng tượng nếu như Onana không mắc sai lầm và Man United thắng Galatasaray. Khi ấy đại diện xứ sương mù sẽ có 6 điểm. Họ sẽ đẩy đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ xuống cuối bảng với chỉ 4 điểm và tràn trề cơ hội đi tiếp vào vòng 16 đội.
Ấy vậy, sự thật phũ phàng, tất cả chỉ được gói gọn trong chữ nếu mà thôi. Thực tế, kẻ đội sổ chính là Manchester United và kẻ chẳng có bất kỳ quyền tự quyết nào cho số phận của mình tại giải đấu lớn nhất châu Âu cũng chính là Manchester United. Các bạn còn nhớ nụ cười của ban lãnh đạo Man United sau khi kết thúc buổi lễ bốc thăm chia bảng C1 năm nay chứ? Một bức tranh thật đẹp khi Quỷ Đỏ sẽ cùng với Bayern Munich dắt tay nhau vào vòng trong mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nhưng thôi, tỉnh lại, dậy đi ông cháu ơi. Andre Onana đã xuất hiện và liên tiếp tước đi mọi giấc mơ của các Manusians. Hàng công làm mọi thứ, cố gắng ghi bàn để mang về 3 điểm cho đội nhà bao nhiêu. Hàng thủ với gương mặt đại diện Onana lại từ chối sự nỗ lực đó bấy nhiêu. Như vậy, thử hỏi là còn ai dám tin Man United có thể bước tiếp tại C1 nữa đây? Kịch bản đó chưa bao giờ là đẹp. Giờ thì nỗi bất hạnh cũng đã và đang xuất hiện dày đặc tại nhà hát của những giấc mơ.